chào anh chị mình. Hôm nay Hiệp lại đứng ở đây, một cặp view phải nói là cực đẹp là chị ạ. Và đặc biệt quy hoạch đất ở tại nông thôn 100% luôn, với diện tích 6.869 m² anh chị. Mặt tiền đường á thì của mình nó đâu đó tầm khoảng 80 m mặt tiền đường hiển thị. Và mình có như vậy ở đây á là 63 m là mặt lòng hồ. Phải nói là cái view cực chiêu anh chị ơi. Xanh biếc luôn, đẹp cực kỳ luôn. Mảnh đất của mình có đủ loại cây trái ha, chôm chôm, dừa, sầu riêng, măng cụt, bơ, chuối, vân vân. Đẹp quá anh chị. Anh chị xem video Hiệp nha. Đây là con đường bê tông mình đi vào đất nha anh chị. Đó là bê tông mình ngay trước mặt luôn ha. Đó là đây còn phần này đá bi nè. Ở đây mình vô cái khu này là cái khu của biệt thự, cái khu sinh thái của một anh đại gia này. Còn đất mình đây anh chị. Mặt tiền đường hiển thị nè, chôm chôm nè, chuối nè, đủ đủ nè, bơ nè, sầu riêng nè, giếng khoan có sẵn luôn nè, dừa dọc hai bên, xuống tới đây là hồ, con hồ đẹp không anh chị, đã không anh chị, đó, wow, chụp view mát mẻ như biển Nha Trang luôn, đó view toàn cảnh lòng hồ, từ bên đây mình qua tới đây luôn, hiện tại đang trồng sầu riêng chậm thêm, đặc biệt nữa là mảnh đất này quy hoạch đất ở tại nông thôn 100% luôn. Em sẽ quay sơ lược ở đây anh chị mình xem lại nha. Rất đẹp anh chị. Trước mắt chúng ta đây anh chị thấy một vùng, phải nói là vùng trời thơ mộng anh chị ạ. À. Với diện tích 6.869 m² anh chị ơi. Nó view lòng hồ như thế này anh chị. Rất là chill anh chị ạ. À. Anh chị nào check in ở đây thì phải cực kỳ luôn ha. Và Hiệp sẽ đi xuống lòng hồ quay cho anh chị xem nha. Anh chị mình muốn về đây chạy cano, câu cá, thả cá đều được hết. Câu cá là thả cá luôn anh chị. Có nghĩa là mình làm những cái bè nổi với anh chị, mình nuôi cá đây luôn anh chị. Mình nuôi cá lăng cái gì đó tùy mình ha. Kia đang ngoài câu kìa. Đó, bên đó là ngoài câu à. Trời ơi cái view nó đẹp. Bên đó cũng đẹp dữ luôn. Nó của cái anh đại gia ở bên nước Đức anh chị nha. Mua nhưng mà mướn người ở đây chăm sóc thôi. Ba không ở đây lâu lâu cũng về chơi. Ô. Đấy. Mát quá. Ở nơi đây anh chị mình nhìn thấy nguyên cái khu sinh thái đồng trường đảo ó ha, nằm giữa lòng hồ luôn anh chị ha. Đó nó cù lao á, còn những cái cù lao là đều có chủ hết trơn à. Quá đẹp anh chị. Rồi mảnh đất Hiệp giới thiệu anh chị á, nó từ đây nè, nó dài qua tới bên đó được 63 m mặt hồ. Của mình ở đây là có căn nhà nho nhỏ ha, để mình che nắng che mưa nè. Đó dọc theo của mình là có vườn dừa. Tuy nhiên thời điểm này nè anh chị là thời điểm mùa mưa rồi, bắt đầu là lòng hồ người ta xả nước. Bình thường á nó sẽ sát gốc dừa đó đó anh chị. Thì bây giờ nước lòng hồ người ta xả đập thủy điện thì nước rút xuống nó còn tới đây. À, tuy nhiên chỗ này là rất là tuyệt vời rồi. Anh chị mình về đây mình chèo xuyền thuyền ha, tắm rửa đồ này kia, mình chạy cano đồ vòng vòng trên đây. Hoặc là anh chị mình có thể mình thả bè ở đây mình nuôi cá luôn anh chị ha. Rất là đẹp luôn. Khu đáng để anh chị nghỉ dưỡng luôn ha. Đó. Thì hiện tại cái lô đất này anh chị nó 4.800 m² này nè, mình gia chủ mình đã đang cho cái giá là 1.700.000.000 một sào nha. Đó nó xứng đáng đồng tiền bát gạo anh chị ạ. Thứ nhất thế đất mình nó cao lên chuyền ha, anh chị nhìn cái đá trắng trắng là anh chị biết rồi, nước là cao nhất là chỉ lên vừa đụng gốc dừa này nè anh chị. Đó vừa đụng gốc dừa thôi ha, từ gốc dừa trở lên là mình hoàn toàn yên tâm vì nó nằm thế cao ráo đẹp. Và đặc biệt quy hoạch đất ở tại nông thôn luôn anh chị ha, 100% luôn. Đó sau này anh chị mình thích thì mình có thể làm đơn để mình xin đăng ký thổ cư và mình xây dựng ha. Đó, thoải mái luôn. Đó đẹp không anh chị, một lần nữa anh chị ngắm lại đi ha. Quá chiêu anh chị ơi, mát mẻ vô cùng ha. Đó ở đây là thuộc xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai của anh chị. Từ quốc lộ 20 ha, tức là từ trung tâm Gia Tân ha,
anh chị mình chạy vào đây thì đâu đó mất cho anh chị mình là tầm khoảng 6 km nha anh chị nha. Đó là mình vô tới cái view này đó, anh chị thấy sóng biển nó dập không? Đó, hào. Gió nó thổi mát vô cùng luôn anh chị, bắt ghét rồi ha. Đó, thì Hiệp siêu quay xe lượt thôi. Còn anh chị nào thiện chí với cái mảnh này làm nghỉ dưỡng ha, thì anh chị alo cho Hiệp nha anh chị. Rồi anh chị mình thấy cái ảnh đại diện bên góc phải màn hình của anh chị mình nó chọt vô đó ha, thì nó dẫn anh chị mình tới đường link, anh chị sẽ thấy được cái chỗ để anh chị mình liên hệ với Hiệp nha. Rồi Hiệp trân trọng cảm ơn quý anh chị đã xem ha. Ở đây mình có dừa nè, rồi thấy đất mình nó cao nè ha, đất đỏ chôm chôm, bơ, măng cục, sầu riêng thì mới trồng nè anh chị ha. Đó, chủ yếu mình xung quanh trồng dừa rồi hết, rất đẹp. Đường là hiển thị trên bản đồ quy hoạch nhà nước luôn. Ô tô mình là chạy vào tận đất luôn anh chị. Đó, sau này anh chị mình thích mình làm cái nhà ở đây nè, hoặc là anh chị làm cái đây luôn ha. Đó, vì cái nước mà cao nhất á, là lên mới tới đây thôi, coi như sát cái gốc dừa này ha. Dập dìu đẹp không anh chị? Kiếm được một miếng đất này đâu phải dễ đâu anh chị, thấy không? Mặt toàn bộ hướng thủy, lưng tựa sơn, mặt hướng thủy, mát mẻ vô cùng luôn. Vô tới đây rồi là chỉ muốn nằm cái võng thôi, không muốn đi về luôn chị. Chôm chôm nó ngay trái nè, xoài nè, dừa nè, rồi mình có nguyên cây đinh lăng nữa. Ok không anh chị? Thôi Hiệp sẽ quay sơ lược ta ha, và cảm ơn anh chị nhiều.